Hôm nay Trinh sẽ tập hợp cho các bạn. Tập hợp quên nữa. Sao mình xinh thế? Ê, chưa xong tính hại gì hả mấy đứa? Xin chào tất cả các tình yêu của Trinh. Trinh đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ mới là Trinh nè. Còn hồi nãy hả thì quên đi. Như đã hứa, một lời hứa từ rất là lâu rồi, mà đáng lẽ thì Trinh cũng có thể quay căn phòng của Trinh cho các bạn coi. Nhưng mà có một vài chi tiết đó, Trinh cảm thấy là chưa có hài lòng. Nên là Trinh nghĩ là thôi, lỡ rồi, chơi lớn luôn, chi một số tiền làm cho bản thân, làm cho căn phòng của mình, làm cho mình hài lòng nhất thì Trinh mới giới thiệu với mọi người. Bây giờ Trinh đang rất là háo hức giới thiệu căn phòng cho các bạn xem nè. Bây giờ thì let's go. Tèn tèn, đây là một khu vực đắt giá nhất trong căn phòng. Ôi trời ơi, cả một gia tài đó mọi người ơi, cả một gia tài. Bao nhiêu tiền Trinh cũng đổ dồn từ đây hết mọi người ơi. Đây, chiếc túi đắt nhất đây, Trinh nghĩ là mọi người cũng đã biết rồi. Tèn tèn, hơi mệt tập tạng ha. Còn đây là mẫu mới nhất mà Trinh mới mua. Tèn tèn, YSL. YSL mua ở Việt Nam nha các bạn, 58 Lê Lợi, với giá là 61 hay 63 triệu gì đó. Đó, giới thiệu sơ sơ với mọi người thôi. Đó, và mọi người cũng thấy là, mọi người cũng biết là sở thích của Trinh, khi mà Trinh đã thích cái mẫu nào rồi là Trinh thích mua nhiều màu đó. Đây, 3 màu giống nhau, giống kiểu, thấy không? Đây, nhỏ. Còn đây là tủ mắt kính của Trinh nè. Đó, bây giờ nó đã đầy tủ này. Còn bên này thì còn thiếu vài cái nữa thì mới đầy. Trinh nghĩ là lúc đầu mà mới làm căn phòng này á thì chỉ có góc bên trái và góc bên phải này thôi là để túi, nhưng mà không có đủ nên là Trinh đã kêu chỉ làm thêm một cái bên này nữa để Trinh đựng túi. Mà Trinh nghĩ là cũng không đủ đâu, Trinh nghĩ là khoảng 2 tháng nữa chắc Trinh sẽ tìm một góc nào đó ở trong căn phòng này để làm một cái tủ đựng túi. Và đây là hai cái ốc đảo nhỏ để Trinh đựng mắt kính nè, nước hoa nè và túi nhỏ. Đó, đây em đây túi nhỏ này đây. Đó, túi nhỏ. Trong đây cũng là túi nhỏ luôn, nhưng mà Trinh chưa có sắp xếp lễ đồn xộn lắm mà không cho mọi người coi được. Đó, mọi người thấy chưa? Trinh nghĩ chừng 2 tháng nữa thôi là sẽ có thêm một cái tủ túi nữa nằm ở đâu đó trong căn phòng này. Chắc chắn là như vậy. Đây là một chiếc túi bé tí hon nhất trong bộ sưu tập túi của Trinh. Nó có tên là Jack Wemmers. Đó, nhỏ xíu, đập hộp và chưa bao giờ đeo, chưa bao giờ chụp hình. Nhỏ xíu trong bộ sưu tập túi nha. Đó, bây giờ đeo. Má ơi, đeo ngược. Đó, đeo ngược quá trời. Đó, đó, các bạn thấy chưa? Còn đây là cái túi Trinh cũng chưa xài luôn. Túi rua màu xanh, hiệu của nó là Roberto đó mọi người. Này Trinh mua ở Mỹ, mua về mà chưa bao giờ xài luôn. Thì nghĩ là hôm nào đó sẽ kêu anh Đỗ Long hoặc là anh Lê Thanh Hoàng thiết kế một cái đầm màu xanh mà lâm lá như vậy nè. Đó, để Trinh xách cái này cho nó hợp. Đó, đeo lên luôn. Đó, xong. Cái này Trinh cũng rất là thích, mà Trinh không biết đọc hiệu, chỉ biết là The Vuva Vuv gì đó, mua Hàn Quốc. Hả, sao chưa? Đây còn một, đúng rồi, còn cái Bottega này cũng rất là hot. Đây Bottega 50 mấy triệu các bạn ơi, 50 mấy triệu đó. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa? Đây, qua đeo. Đó, Chanel này mua về cũng chụp hình được có một lần, chưa xài lần thứ hai luôn. Còn gì nữa không nhỉ? Đây, Chanel luôn các bạn ơi. Bạn ơi, đẹp không? Đây, cái này Trinh cũng chưa xài và Trinh nghĩ một ngày nào đó Trinh sẽ, gần đây thôi, khoảng một tuần nữa thôi, Trinh sẽ chụp bộ hình với cái beo này. Tại vì Trinh có mua một đôi dài, đặt đôi với cái beo này, màu hồng, phai màu đen. Đây, sang đây có mắt kính đi. Mắt kính này là mắt kính của Celine nha mọi người. Đây, cho dù như thế nào thì Trinh cũng không quên có một góc hồng sống ảo trong căn phòng của mình. Mặc dù nếu một hồi các bạn xem hết căn phòng thì các bạn sẽ thấy là cái góc hồng sống ảo này nó không có liên quan gì tới căn phòng này hết. Giống như nhà cũ của Trinh cũng vậy, Trinh làm một góc sống hồng không có liên quan tới cái thiết kế của cái căn nhà. Nhưng mà Trinh vẫn làm, vì sao? Để đập hộp nè, để quay tiếp cho các bạn xem nè. Đó, tại vì trong nhà này không có còn cái góc nào để mà Trinh làm cái góc sống ảo vậy hết, nên là Trinh chọn góc này. Đó, còn con heo vàng này các bạn thấy không? Đó, con heo vàng này bự chưa? Trời ơi, Trinh tiền mua cũng mấy lắm á. Thật ra cái này là con heo này là Trinh bỏ tiết kiệm đó. Nhưng mà tiền trong đây là tiền đô không đó các bạn. Biết làm gì biết không? Để cuối năm á, nếu như mà nó đầy, nếu như mà nó đầy á, Trinh sẽ đập ra. Các bạn biết Trinh đập ra Trinh mua cái gì không? Trinh mua cái túi Hermès Birkin màu hồng cá sấu mà Trinh đã rất là thích. Tập hợp lần trước là Trinh đã nhắc, Trinh đã nói với các bạn rồi. Là 3 tỷ đó các bạn. Đó, sẽ để con heo này tới lúc đó đập ra mà mua cái đó.
chứ không phải để tiền lẻ đâu nha các bạn. Thật ra là Trinh cũng có két, nhưng mà cái két thì các bạn biết rồi, cái két mình bỏ vô, mình muốn bỏ vô mình bỏ vô, mình muốn lấy ra mình lấy ra, còn con heo này mình bỏ vô rồi là không có lấy ra được, chỉ có đặt nó ra thôi. Đó, xong. Đó, đây là góc sống ảo của Trinh đó. Các bạn có thấy đẹp hơn góc hồng sống ảo ở nhà cũ không? Alo alo alo, hôm nay Trinh sẽ gặp hộp một món siêu đặc biệt của một thương hiệu hơi bị được và cũng hơi bị đẹp. Đó chính là căn phòng bạc tỷ của Ngọc Trinh. Các bạn nhớ ủng hộ Trinh bằng cách nhấn nút theo dõi kênh của Trinh nha. Còn bây giờ thì đi tiếp nào. Còn đây, đây là hai cái ghế hồng mà Trinh rất là thích. Trinh có thể nằm ở đây xem phim nè, xem YouTube của mình nè. Còn cái ghế ở đằng kia thì gọi là ghế tình yêu, ghế màu xám á mọi người. Và có một câu chuyện này Trinh muốn kể cho mọi người nghe là hôm bữa Trinh có quay story sơ cái phòng thì có lộ cái ghế này ra, thì mọi người có bình luận là chắc chị Trinh mua về để nằm xem phim hay là nằm đọc sách cho đỡ mỏi lưng. Thì thật sự mà nói thì Trinh mua cái ghế này về thì Trinh không có ý định để nằm xem phim hay là nằm đọc sách. Còn nhưng mà Trinh nói tới đây thôi, mọi người muốn hiểu sao hiểu. Và mọi người muốn biết nhiều về tác dụng của ghế tình yêu này thì mọi người có thể lên Google search. Trinh không có tiện nói ở đây, nó hơi tế nhị một chút xíu. Đi ra mày, đi ra. Con này nhiều khi thấy cưng mà cũng thấy ghét lắm nha. Nó nhiều khi Trinh ngồi nó hay đùng đùng. Đi ra, đi ra nó, đi ra nó đi. Đó. Cái con này mọi người biết không? 8,2 triệu một con. Mọi người biết là con gì không? Con robot vừa hút bụi mà vừa lau nhà. Mà bà Kiều á, bà mua bà không thông báo với Trinh một tiếng nào hết. Mà bữa Trinh hù dọa bà hết một lần rồi. Máy mà có chuyện gì là tao trừ lương mày. Nhưng mà có hai cái á, là nó mua thì Trinh rất là chịu. Đó là cái máy lọc không khí này nè, chỉ cho mọi người xem nha. Đó, thường một phòng là một máy thôi, nhưng mà phòng của Trinh rất là to nên là chỉ mua hai máy đặt ở đây. Cái máy đặt ở chỗ cái bàn trang điểm một máy, tại vì nó lọc không khí cho nó trong lành, nói chung là cho da dẻ mình nó cũng đẹp đó. Đó, nói chung là vậy. Đó, mua cái này thì được, như cái này có 1,000,000 một cái à, ok. Mà tự mua 8,000,000 mọi người thấy không, người ở mà tự mua 8,000,000 không thông báo với chủ là thấy nó gan cỡ nào, thấy cái lá gan nó bự cỡ nào. Trinh nói thiệt á, Trinh mà là người ở, Trinh mua cái đồ gì mà ví dụ như mà 1,000,000, 2,000,000 là Trinh thông báo liền. Chị ơi mua này 1,000,000, 2,000,000 được không chị? Nó mua 8,2 triệu mà nó không thông báo, mua về xong mới báo. Trời ơi, tưởng làm gì, tưởng thay việc cho nó. Đó, vậy đó. Đây, giới thiệu tủ trang sức cho mọi người xem. Đó, đây, em bao nhiêu đây em. Đó, đôi bông bự, đôi bông nhỏ, đôi bông đồng, đôi bông bạc, ok hết. Thường thường Trinh đi thì, nếu mà đi chơi thường thì Trinh không có đeo hoành tráng lắm. À, Trinh chọn đôi này. Đó, Trinh chọn đôi này đây. Nhiều lắm mà Trinh, cái tủ này đựng không có đủ đâu, Trinh nhiều lắm. Đôi bông tính ra là Trinh 500 đôi bông. Nói không nói xạo được, cỡ 500 đôi bông. Trinh mua nhiều accessory lắm, đồ hiệu cũng có, đồ accessory Hàn Quốc rồi cũng có, nói chung là hàng hiệu cũng có mà hàng accessory bình thường cũng có chứ không phải là hàng hiệu không. Đó, nếu mà Trinh đi Trinh sẽ như vậy. Trinh sẽ chọn Trinh một cọng dây chuyền, nhưng mà ở đây thì không có chơi dây chuyền, không có để dây chuyền. À, cũng có nè. Đó, đây. Đó, thường Trinh sẽ chọn bông tay như thế này và một cọng dây chuyền như thế này. Đó. Cái tủ này chứa không có đủ đồ trên đâu, nhiều lắm. Và cái bắp này là Trinh kêu người ta gắn mút để Trinh ghim bông vô mà người thiết kế nó không hiểu. Nên là sau lần này là sau cái tập quay này thì Trinh sẽ làm cái mút đó để chứa được nhiều hơn. Nhà của Trinh á, Trinh thích thiết kế một cái không gian mở. Không đó, mọi người thấy đó, trong phòng của Trinh không có nhiều cái vách ngăn. Tại vì Trinh biết là có một số người thích như vậy nè, phòng ngủ riêng, phòng tủ quần áo dài riêng. Còn Trinh á là một người thích được ngủ trong căn phòng của mình mà vừa được ngắm túi của mình, ngắm giày của mình, ngắm quần áo của mình. Nên là phòng của Trinh là xuyên suốt không có một vách ngăn nào hết. Nên là mọi người thấy là rất là rộng và rất là dài. Đó, đây, mọi người nhìn đây. Đây, giới thiệu với mọi người, đây là cái ốc đảo mà Trinh rất là thích. Đó, nó rất là im dịu, đó. Và được đặt ngay tủ giày này, lý do tại sao? Là tại vì Trinh thường Trinh mua giày nước ngoài về là về tới đây mới được thử. Thì khi mà mình thử ở đây á các bạn, mình thử ở đây á thì mình ngồi đây nè thì mình mới có cảm giác là mình ngồi ở trong shop hiệu đó. Mọi người có thấy đúng không? À, để Trinh giới thiệu đôi Lơ Sila, đôi chết với chị mới nhất mới ra luôn. Trinh nghĩ là Việt Nam chưa ai sở hữu đâu. Trinh sở hữu đầu tiên đây, đôi này màu hồng da trong. Trời ơi, Trinh nhìn một cái là Trinh thích liền luôn á. Trinh phải nhờ chị Thi Thu ở bên Pháp mua về, gửi về Trinh trong vòng 5 ngày và anh Tiệp đã xách về cho Trinh.
Chinh nghĩ là Việt Nam ai chưa ai có đâu. Đôi này có giá là như là 25, 26 triệu gì đó. Chưa mang luôn. Bàn chân của Chinh xấu á, nên là từ nhỏ Chinh ước gì là mình lớn lên mình có nhiều giày đẹp để mình che cái khuyết điểm chân xấu của mình á. Tại vì bàn chân của Chinh là bàn chân nải chuối. Em quay bức chân của chị nha. Đó. Đây là bộ sưu tập giày của Trinh. Đây là giày cao gót. Còn phía bên kia đó là giày bata. Tại vì những cái móc máng treo đồ giống như là đầm ở đây nè. Đó, như mọi người thấy á, như cái này là Trinh treo đầm dài, đầm dạ hội nè. Còn bên này là Trinh sẽ treo đầm ngắn. Đây, Trinh treo đầm ngắn. Đó, treo đầm ngắn. Đó. Ra nãy giờ Trinh dẫn mọi người đi xung quanh cái dòng tủ đồ của Trinh chỉ là những cái đồ mà Trinh thường hay mặc thôi. Còn những cái đồ khác là giống như mọi người thấy tủ trên này không? Là Trinh cắt ở trên này hết. Những cái đồ mà Trinh ít mặc giống như áo khoác, vali hay là mấy cái áo mùa lạnh mà để đi nước ngoài á, là Trinh giấu ở trên này hết, Trinh ít dùng. Đó, chiếc đồ của Trinh cực kỳ nhiều luôn. À, quên giới thiệu cho mọi người nữa, Trinh mới mua cái đầm này nè, rất là đẹp, của YSL đó nha. Đầm này của cái ca sĩ gì mặc quên rồi nè, quên tên rồi nè. Cái gì, rô gì của nhóm Blackpink á, đó. Đó, đầm này đây. Còn giá nè, giá nhiêu ta? Nói chung là hình như cũng 20 mấy triệu hay sao á. Đó, nói chung là bà Rô có mặc cái này nè, đó. Trinh cũng mua theo luôn. Đó, mọi người thấy không? Mọi người nhìn đi. Nãy giờ mọi người nhìn đồ thôi đó. Đó, mọi người nè, em tia lên đây là nhìn thấy những cái tủ này là tủ đựng đồ nè. Giờ chị mà mở ra một cái là đồ nó ngã ra đó. Nhưng mà chị không muốn mở ra cho mọi người thấy cái sự lộn xộn của chị. Mọi người thấy không? Trinh tận dụng những cái góc này ở trên để đựng đồ mà Trinh ít dùng. Jean đây chỉ là 30% thôi, chưa ship lên đủ. 30% thôi. Trinh nghĩ là Trinh có khoảng 200 đến 300 cái quần jean đủ size, ống rộng, ống ôm, skinny, tùm lum hết. Đó, nói chung là vậy. Qua đây Trinh cho xem quần tắm nằm. Đây, quần tắm nằm của Trinh đây mọi người ơi. Bên đây là tấm hình kìa. Đó. Đây là cái bồn tắm chứa được 4 người lận nha mọi người. Chưa có chồng, chưa có con mà Trinh đã tính trước rồi. Đó, sau này là hai vợ chồng, hai đứa con sẽ vào đây tắm. Là cái bồn này là có bồn sục, massage. Thì Trinh nghĩ là khi mà tắm thì nói chung là mỗi sáng thức dậy thì Trinh cũng có khi buổi sáng, có khi là buổi chiều tối Trinh đi làm về Trinh mệt thì Trinh cũng nằm ở trong cái bồn này Trinh sục thì cảm thấy rất là thoải mái, rất là thư giãn. Và nó massage cho cái làn da của mình vậy đó. Tùy, ví dụ buổi sáng gấp quá mà Trinh không có thời gian ngâm thì Trinh tắm bồn tắm đứng rồi Trinh đi. Và về mệt quá thì Trinh sẽ ngâm trong cái bồn tắm sục này. Đó, vậy thôi. Đó, đơn giản. Đó, mọi người thấy cái trần, cái này là Trinh thiết kế nè, cái này là Trinh kêu nè. Đó, buổi tối Trinh sẽ tắt hết đèn và tự mình ngâm mình trong đây và ngắm cái này giống như là ngôi sao vậy đó. Đó. Còn đây là bồn tắm đứng nè mọi người. Bồn tắm đứng của Trinh rất là đẹp. Trinh rất là thích cái bồn tắm đứng này. Đây, các bạn thấy bồn tắm đứng của Trinh có gì lạ không? Là nó không có vách ngăn. Thứ nhất là Trinh ở phòng này một mình. Và thứ hai, nếu như sau này Trinh có chồng thì Trinh thích Trinh tắm, chồng Trinh ngắm Trinh. Và anh ấy tắm thì Trinh cũng có thể ngắm anh ấy. Nói chung là ý tưởng của Trinh là như vậy. Nên là Trinh không muốn vách ngăn ở cái bồn tắm đứng này. Trinh không biết giải thích làm sao cho mọi người hiểu cái tính cách của Trinh. Nói chung là tính cách của Trinh nó rất là open á. Nên là Trinh đầu Trinh rất là thoáng. Nên là trong cái thiết kế nhà hay là thiết kế phòng Trinh cũng rất là thoáng. Nhiều khi cái chị thiết kế của Trinh cũng hỏi là ủa giờ bây giờ bà thiết kế cái chỗ tắm đứng mà không có vách ngăn vậy rồi người ta thấy rồi sao đó. Thì mỗi lần tôi tắm thì tôi đóng cửa lại thì có ai thấy đâu. Sau này tôi có chồng thì chồng tôi thấy thôi. Chồng tôi thấy tôi chồng tôi tắm thì tôi thấy chồng tôi thôi chứ có ai thấy đâu mà sợ. Đó. Nói chung là rất thoáng, nói chung là rất là open đó các bạn, rất là open. Và đây là tủ đồng hồ của Trinh nè. Đó. Và chiếc đồng hồ đắt giá nhất là đang nằm đây. Em xoay lại đây. Mới đập hộp vừa rồi với anh Tiệp. Một số bạn không thích cái tập đập hộp đó vì nó là Trinh chảnh nè, Trinh quăng đồ nè, Trinh không biết tôn trọng nhãn hàng nè. Nhưng mà các bạn
các bạn không có để ý một điều là những cái thứ mà Trinh quăng, Trinh dục á, toàn là hộp. Còn những thứ mà đồng hồ như 1 tỷ mấy, mấy trăm triệu hay là giỏ mấy trăm triệu thì Trinh đâu có quăng đâu. Lúc nào Trinh cũng để nhẹ nhàng xuống. Nên là hôm nay Trinh nói để cho các bạn hiểu. Còn những bạn nào đã hiểu Trinh rồi thì Trinh cảm ơn, Đó, các bạn thấy không? Như cái gương này Trinh cũng rất là tận dụng hai mặt. Mặt này thì để bàn trang điểm, còn mặt phía bên này thì Trinh để vệ sinh cá nhân, đánh răng, súc miệng, để sẵn hai cái lavabo luôn, để khi nào có bạn trai hay có bồ thì xài với nhau. À, và đây là bộ sưu tập nước hoa của Trinh nè. Mà nó nhiều lắm, bộ sưu tập nước hoa của Trinh nhiều lắm, không phải như đây không đâu. Trinh có cái tật á, thường á người ta có cái tật sưu tập á là người ta xài xong người ta giữ lại cái hộp, đúng không? Còn Trinh xài xong rồi Trinh bỏ luôn cái hộp, và nên là đó, những cái này còn vô đây, còn bao nhiêu đây là còn. Và còn trong cái ốc đảo đằng cái túi nó cũng còn rất là nhiều. Nhá. Ai không biết ai biết cái này là cái gì không ta? Đây là cái điện thoại mà Trinh mới có được nè, Trinh mới được tặng đó. Các bạn thấy có đẹp không? Nó giống như là hộp phấn vậy đó. Mình có thể soi gương, mình có thể selfie, mình có thể... Nói chung là nhìn giống như hộp phấn, Trinh rất là thích. Đây là cái ban công mà Trinh rất là yêu thích vào buổi tối. Chứ buổi sáng, từ sáng cho tới 4 giờ chiều là Trinh không có mở cái màn ra vì rất là nóng. Còn buổi tối thì Trinh hay ra đây. Đó. Để ngồi lướt Facebook hay là lướt Instagram, đọc bình luận của mọi người. Ban công của Trinh cũng rất là thích. Trinh nghĩ là sắp tới Trinh sẽ trồng thêm... hai bên này là có hai cây sứ rồi nè. Trinh nghĩ là sau này Trinh sẽ trồng thêm hoa ở đây nữa để cho mình hưởng thụ đó. Trinh thường là Trinh hay ngồi đây. Ngồi đây. Đó. Buổi tối ở đây rất là mát và rất là thoải mái, rất là thư giãn đầu óc để mình có thể xử lý công việc trên điện thoại của mình. Trinh rất là thích. Các bạn có thấy ban công của Trinh cũng khá là rộng đúng không? Và đối diện ở đó là một con sông và công viên. Còn đây, nãy giờ lượn qua lượn lại mà ấm tới khúc cuối cùng mới nói. Đây là khu vực mà Trinh thích nhất trong cái phòng này. Đó là cái giường tròn. Các bạn có thấy đặc biệt không? Thường thường á, thì giường chữ nhật nè, giường vuông này thì Trinh nằm riết thì Trinh thấy nó cũng bình thường. Nên là Trinh thử một lần nằm giường tròn thử xem sao. Nhưng mà thích thiệt. Vì cảm giác nhìn thấy nó thôi đã thấy là mềm mại nữ tính rồi. Nhưng mà nó có một cái hơi khó, đó là khó đi mua ga giường nè, rồi mền nè, gói thì ok rồi, nhưng mà ga với lại mền là mình phải đặt, tại vì đi ra ngoài mua là không có, là mình phải đặt một bộ như vậy là 10 mấy triệu một bộ chứ không có rẻ, tại vì cái công đặt với cái công mai cái cộng lại nó rất là mắc đó, nên là cái khó của nó là cái đó. À, mọi người có để ý là trong phòng của Trinh từ đầu tới cuối toàn là gương không, ngay cả ở trên trần của Trinh cũng làm bằng gương, mọi người thấy không? Trinh nghĩ là nếu như mà bạn gái nào mà có người yêu rồi hoặc có chồng rồi thì có thể sẽ hiểu. Nhưng mà bạn gái nào mà chưa biết yêu, chưa có người yêu thì sẽ không hiểu được đâu. Mà Trinh cũng không muốn nói rõ đây, nó hơi tế nhị chút xíu. Ví dụ giống như là nhiều khi Trinh nằm xuống. Sao mình xinh thế? Đó, Trinh là vậy đó. Trinh rất là thích ngắm dung nhan của mình, body của mình qua gương, nên là nhà của Trinh từ trên xuống dưới đều là gương hết, không chỉ riêng trong phòng của Trinh. Đó, như thế. Mà xinh thiệt chứ bộ, đúng không? Thật ra thì nhiều gương như vậy cũng chưa thỏa mãn được cái tính thích ngắm cơ thể của mình đâu. Bằng chứng là đây. Đó, nguyên cái hình siêu to khổng lồ của Trinh ở đằng sau giường. Đó. Nói chung là mỗi một căn nhà cũ của Trinh cũng vậy. Thường là Trinh sẽ để một tấm hình ni ở sau giường của mình và một tấm hình ni ở trong phòng tắm của mình, tại vì Trinh rất là thích lưu giữ những cái gì đẹp nhất khi mà mình còn ở cái tuổi thanh xuân, còn ở cái gì đó đẹp nhất. Nên là thường các bạn để ý, nếu như các bạn theo dõi Trinh nhiều năm á, là một năm Trinh sẽ chụp hình ni từ 1 đến 2 lần, hoặc là Trinh quay clip. Trinh thích như vậy lắm, để sau này Trinh có công chúa của Trinh, Trinh có baby của Trinh thì Trinh sẽ khoe là đó, hồi xưa mẹ đẹp như vậy nè, cơ thể mẹ đẹp tự nhiên như vậy nè, không phẫu thuật thẩm mỹ đó. Đó, Trinh thích như vậy và Trinh rất là tự hào về điều đó. Rồi, coi như đã xong, Trinh đã dẫn mọi người tham quan hết căn phòng ngủ của Trinh rồi. Thật ra thì căn phòng ngủ của Trinh cũng đơn giản, nhẹ nhàng thôi, nhưng mà hơi nhiều đồ hiệu một chút. Thật ra Trinh rất là tự tin mình là một người con gái
bên ngoài xinh đẹp, bên trong thì rất là biết hưởng thụ cũng như là tận hưởng cuộc sống của mình và với những gì mình đang có. Thường thì mọi người hay nói Trinh là chị là một cô gái bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền, đó là mọi người nói nha. Thật ra đây không phải là một cái căn phòng mà Trinh đầu tư công sức thiết kế nội thất nhiều nhất đâu. Còn một căn phòng khác nữa. Nếu mọi người muốn biết căn phòng nào thì mọi người nhớ nhấn subscribe cũng như là like, share cái video này của Trinh nha. Và nhớ đón xem tập sau nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.